Phát biểu tại buổi tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Matvienko, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên củng cố, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga trên nền tảng hữu nghị truyền thống bền chặt, chú trọng phát triển hợp tác hiệu quả, thực chất giữa hai nước trên mọi lĩnh vực. Chào mừng bà Chủ tịch Hội đồng Liên bang sang thăm Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên sớm thống nhất và triển khai danh mục nhiệm vụ ưu tiên năm 2017. Chủ tịch nước cũng đề nghị Quốc hội Nga phát huy vai trò giám sát, triển khai thực hiện hiệp định, đồng thời hỗ trợ sớm ban hành các văn bản nội bộ cần thiết cho việc thực thi hiệp định theo quy định của pháp luật Nga. Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Nga trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ, hợp tác giữa các địa phương hai nước. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Matvienko cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đề nghị hai bên tiếp tục khai thác mạnh mẽ các tiềm năng của mỗi bên để phát huy cao nhất quan hệ đối tác chiến lược. Bà Matvienko cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hơn nữa trao đổi văn hóa, ngoại giao nhân dân, đa dạng hóa hợp tác kinh tế, thương mại nhằm khai thác và tận dụng có hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu. Bà Matvienko cho biết phía Nga rất coi trọng các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nga tại Việt Nam và mong muốn chính phủ và các cơ quan hữu quan của Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện để các dự án, chương trình hợp tác đầu tư này hoạt động hiệu quả, góp phần đưa quan hệ hợp tác hai nước ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả hơn.